Xin chào quý vị và các bạn yêu thích trên kênh YouTube của Tăng Alex. Hôm nay Tăng Alex sẽ quay cái đường Xuân Diệu và một số cái cảnh quan của đường Xuân Diệu các bạn. Phía trước là các bạn có thể thấy là các bạn, đó là số 01 đường Ngô Mây đã có dự án từ trước đường chưa xây. Các bạn có thể thấy là mộc xây của Ngô Mây và khu bên đây là quảng trường. Tăng Alex sẽ quay một số cái cảnh và cái đường Xuân Diệu, đường dọc biển các bạn, để tiện các bạn theo dõi thì như các bạn đã biết, đường Xuân Diệu là cái đường dọc biển. Ở đây là cái đường ẩm thực các bạn. Tăng Alex sẽ đi một vòng của đường Xuân Diệu các bạn và ngắm cái cảnh quan đường Xuân Diệu. Đây là cảnh quan của đường Xuân Diệu các bạn. Các bạn có thể thấy rõ được là phía đây là biển Quy Nhơn các bạn. Đường Xuân Diệu là đường dọc biển các bạn. Rất là đẹp các bạn. Các bạn có thể cảm tưởng đường Xuân Diệu ở thành phố Quy Nhơn giống như là đường ở trong Vũng Tàu. Tăng Alex cảm nghĩ giống như vậy. Tăng Alex có thể là quay số cái cảnh xa xa. Đây các bạn có thể nhận thấy là tượng đài Tam Đảo Chí Bình thì các bạn đây là dọc biển các bạn. Các bạn có thể thấy là ráng tiến xa để cố gắng quay những cái cảnh đẹp của thành phố Quy Nhơn. Quy Nhơn là cái điểm phát triển nhiều năm nay các bạn.
bạn cũng tận hưởng được các cái hàng quán, các cái món ăn rất là nhẹ nhàng, tươi sống và đầy hấp dẫn các bạn. Dọc đường đây là đường ăn uống các bạn. Khá là lý tưởng các bạn, rất là đẹp các bạn. Các bạn đến đường Xuân Diệu, các bạn có thể là thấy nhiều những hải sản ở đường Xuân Diệu, vừa ngon và vừa rẻ các bạn. Con đường Xuân Diệu nằm sát biển. Ở đây các bạn có thể là quan sát được biển rất là đẹp. Dù khách đến đây tìm cắm trong các vô vàn hải sản tươi sống các bạn, mua ghẹ, tôm và các cá sơn nước và các loại ốc rất là ngon các bạn. Let's tiếp tục đi. Các bạn thấy thành phố Quy Nhơn rất là đẹp. Thằng Alex cứ cảm tưởng là đi cái đoạn đường Xuân Diệu, cứ cảm tưởng là giống như là đi xuống Vũng Tàu các bạn. Vũng Tàu Xuân Diệu giống như là Vũng Tàu. Một số cái, các cái gian hàng như là Gành Hào 1, Gành Hào 2 của thành phố Vũng Tàu giống như là Xuân Diệu các bạn. Thấy bên tay phải của tầng Alex có một cái tiệm hớt tóc lưu động.
các bạn đến đường Xuân Diệu, các bạn có thể nhận thấy là các cái hải sản đều để giá bên ngoài các bạn. Xa xa là các cái chiếc thuyền. Và các bạn vào quán, các bạn có thể là cảm nhận được các cái hương vị của hải sản rất là hấp dẫn các bạn. Và phía trước các bạn có thể nhận thấy được cái tòa nhà cao nhất Quy Nhơn hiện đại, đó là 41 tầng và có 2 tầng hầm các bạn, và khoảng hơn 700 phòng khách. Đây cũng là cái tòa nhà, là cái căn hộ cao cấp được nhận xét là 5 sao các bạn. Chiều cao của cái tòa nhà khách sạn Quy Nhơn Best là 42 tầng các bạn. Hiện tại cái khách sạn này là cao nhất ở thành phố Quy Nhơn. Thường buổi tối là các bạn có thể là thấy được cái lá cờ đỏ sao vàng ở trên tòa nhà. Như khi nãy Tăng Alex cũng nói là trong tương lai ở Bình Định sẽ có cái dự án xây cái tòa nhà khác cao 46 tầng và có chiều cao là 185m các bạn, và nằm ngay chỗ vị trí như nãy Tăng Alex nói là vị trí 01 đường Ngô Mai, ngay chỗ cái lòng xây các bạn. Tầng Alex tiếp tục đi xuống đoạn phía kia cho các bạn có thể quan sát được cái đường Xuân Diệu. Tăng Alex cũng có bạn bè và gia đình. Tăng Alex cũng vào các cái quán ở đường Xuân Diệu rất là nhiều các bạn. Đường này cũng đường Xuân Diệu cũng là đường chạy xuống cảng các bạn, xuống cảng Quy Nhơn. Tòa nhà Best Quy Nhơn này cao nhất các bạn. Đây là cái khách sạn Phú Minh của thành phố Quy Nhơn các bạn, rất là đẹp. Trên cái đường Lê Lợi các bạn. Các bạn
thấy thành phố Quy Nhơn ngày nay rất là phát triển các bạn. Mỗi lần Tăng Alex đi như thế này thì các bạn cũng biết, vì Tăng Alex đó là cái đam mê về du lịch các bạn, và nhiều cái đam mê khác. Các bạn thấy, có thể là chứng kiến được cái tòa nhà cao nhất Quy Nhơn hiện tại. Tăng Alex tiếp tục đi. Các bạn thấy Tăng Alex mỗi lần nhắc đến Quy Nhơn và nhắc đến trong cuộc sống hàng ngày, các bạn cũng thấy Tăng Alex là một người có rất nhiều đam mê. Các bạn, mỗi lần Tăng Alex đam mê là Tăng Alex phải thực hiện cho bạn được. Và Tăng Alex thì lưu lại những cái kỷ niệm của hình ảnh du lịch, và chính tay Tăng Alex quay mới là ý nghĩa các bạn. Nhiều khi nhờ gõ trên Google và trên mạng, nhưng mà cũng đã thấy những hình ảnh như thế này, nhưng mà đó là những hình ảnh của người khác quay các bạn. Nên là chính Tăng Alex quay như thế này là Tăng Alex mới thấy là ý nghĩa. Đây là cái tượng đài các bạn. Trước là cái khách sạn Simon Quy Nhơn. Các bạn có thể chạy xuống xa xa dưới kia nữa, có nhiều cái quán, đặc biệt là có quán cà dừa các bạn. Khách du lịch thường hay đến quán cà dừa để mà thưởng thức các cái đặc sản ở quán cà dừa. Rồi có nhiều quán như là quán ốc ở huyện Trân Công Chúa cũng gần đây các bạn. Và các cái đặc sản khác. Thấy du lịch Quy Nhơn rất là đẹp các bạn. Các bạn có thể là chứng kiến những cái hình ảnh tuyệt vời chấp hiện tại của thành phố Quy Nhơn các bạn, rất là hoành tráng, rất là đẹp. Khu trước là trong biển này mà tối là đây. Các bạn đến Quy Nhơn hoặc là các bạn có sống ở nơi Quy Nhơn, Quy Nhơn cũng là cái mảnh đất mà Tăng Alex nghĩ rằng là nơi đáng sống các bạn, vì có biển. Nếu mà các bạn biết bơi, đó là quá ý nghĩa các bạn, vì cái vùng đất Quy Nhơn được thiên nhiên ban tặng là có biển. Mỗi lần Tăng Alex đi du lịch như thế này là Tăng Alex rất là thích biển. Nên là các bạn cũng cố gắng làm như thế nào các bạn tập bơi và bơi để cho có sức khỏe các bạn. Xa xa các bạn có thể là thấy được cảng Quy Nhơn các bạn, và cái tượng đài Trần Hưng Đạo bên kia, khu tàu thuyền. Là các bạn thấy cảnh quan của thành phố Quy Nhơn.
rất là đẹp, rất là tuyệt vời các bạn. Tắm các bạn. Đoạn dưới đây biển thì có vẻ cạn hơn là phía trên khách sạn hay không các bạn. Rất đẹp. Đây cũng là cái kỷ niệm của Tăng Alex thời trai trẻ, để Tăng Alex lưu lại những cái kỷ niệm. Nên là trong cuộc sống hàng ngày là các bạn cũng phải nên biết được nhiều cái nghề các bạn. Tăng Alex rất đam mê nhiều nghề, như là bơi lội, rồi ca hát, rồi tung hứng, rồi là nhiều cái đam mê như là sửa quạt, sửa điện. Các bạn cũng đã thấy trên video của Tăng Alex, có rất nhiều video của Tăng Alex bày tỏ những cái ngành nghề cho các bạn. Quan cảnh cũng như là tòa nhà cao nhất của thành phố Cần Thơ các bạn. Vài nét sơ lược về cái hình ảnh của đường Xuân Diệu. Cái đường Xuân Diệu cũng là cái đường ăn uống. Một khi ăn uống là quên cả đủ về các bạn. Và sau đây trên kênh YouTube của Tăng Alex. Tăng Alex không có gì hơn. Chúc các bạn sức khỏe và xin chào tạm biệt các bạn trong những video tiếp theo. Các bạn nhớ cho Tăng Alex một lượt đăng ký và một lượt thích. Tăng Alex không có gì hơn. Tăng Alex xin chào tạm biệt các bạn.